Hi, xin chào mọi người. Mình đang bây giờ là 6 giờ 6 rưỡi. Mình đang có mặt tại vườn hoa Lạc Hồng để mua vé tàu cao tốc đi từ Mỹ Tho đi Vũng Tàu nha các bạn. Đây là phòng vé nằm ở bên Mỹ Tho. Thì còn ở bên mé Tiền Giang, mé Bến Tre thì các bạn liên hệ cái phòng vé ngay chỗ ngay trên chỗ bến phà rạch miễu cũ nha các bạn. Thì ở đây là mình đặt vé tuyến Mỹ Tho Vũng Tàu chạy vào lúc 7 giờ. Đây là cái phòng vé ở Mỹ Tho này các bạn, chưa mở cửa. Đây có số hotline các bạn có thể gọi điện để đặt vé này: 0907 498909. Ở đây có giữ xe máy qua đêm nha các bạn. Ở đây hồi nãy mình gửi ở chú này thì đó, đây thì giá vé mình gửi qua đêm là 18.000 nha các bạn, 18.000 một xe máy. Đây, anh bán vé đã tới rồi. Ở đây mình thấy có mấy người người ta tới, người ta mua vé thì ngay nè các bạn. Ở đây là giá vé nha các bạn. Dạ. Hành khách chọn nói ở trên. Từ 12 tới 62 tuổi là từ ngày thứ hai tới ngày thứ sáu là 199.000, 200.000 á. Hành khách trên 62 tuổi là 140.000. Còn trẻ em từ 6 đến 11 tuổi là 100.000. Còn trẻ em dưới 6 tuổi là miễn phí rồi. Rồi giờ mình đi lấy vé. Hôm qua em có gọi đặt đấy anh. Nguyễn Mậu Trường. Dạ số 907 đuôi anh. Anh về ngày nào vậy anh Trường? Dạ. Đây mình đã có vé trên tay, vé khứ hồi nha các bạn. Đi về hai người là 1.000.000 đồng. Rồi, let's go. Ở đây đối diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang nha các bạn. Thì mình quẹo vô ngay cái chỗ, ngay trên chỗ bến tàu. Đây là đường vô. Ở đây là cái bãi giữ xe máy, các bạn có thể gửi qua đêm. Có số điện thoại đường dây nóng ở trên Sài Gòn nữa nè các bạn: 0988009579. Rồi, let's go, đi ra tàu. Chờ tới 7 giờ. Cơm tấp.
xa xa là cầu Lạc Miễu nha các bạn. Đó, ở bến tàu từ cái chỗ đón tàu cao tốc á, nhìn lên cầu Lạc Miễu cũng gần hết rồi. Này tầm khoảng 3 cây số. Cầu Lạc Miễu. Khoảng 3 cây số không? Ờ 3 cây số tại đường bờ kè nó khoảng 2 cây mấy. Đây. À ở đây mình thấy có chiếc ghe đang chở mía. Mía này chắc mía Sóc Trăng hay là mía Vĩnh Long vậy này. Phải mía không các bạn? Ôi dung lại mà không thấy gì hết trơn. Chắc không phải mía các bạn. Cảnh sông nước đã không? Còn đây là những chiếc tàu phục vụ du lịch. Tàu đây là của Bến Tre có, Tiền Giang có. Thì tầm khoảng 10 giờ khách đổ từ các cái tour từ Sài Gòn xuống tới đây. Người ta sẽ thuê ghe đi qua bên các cái cồn du lịch vượt vườn. Giống như là cồn Thái Sơn, cồn cồn Phụng. Lân ly gì vậy? Anh ơi, sao lâu vậy? Đây, sau khi chờ đợi 15 phút thì tàu cao tốc đã xuất hiện này các bạn, từ hướng từ Bến Tre qua nha các bạn. Đây là con tàu đi ra đến tàu cao tốc. Hả? Rồi bây giờ đi qua cửa kiểm soát vé nha các bạn. Ở đây mình thấy từ từ đi. Để người ta đến trước. Đứng dậy con. Cái mã code, quét cái mã code thì đây 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 không phải, đây nè. Đây là người ta đang quét cái mã vé các bạn. Rồi bây giờ lên tàu nha các bạn. Let's go, let's go. D5, D6. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đạp xe. Đi cho đi. Ai ăn một? Ăn đúng một bé của anh đúng không? Cùng những tính năng vượt trội sẽ cho bạn cảm giác tuyệt vời trong mọi điều kiện thời tiết. Với động cơ MTU Rolls-Royce cùng hệ thống radar tiên tiến, hệ thống đẩy thủy hiện đại cho phép tàu luôn cơ động, không tạo sóng ngang, có thể lướt trên mặt nước với tốc độ. Như vậy là sau hơn 2 tiếng đồng hồ, hiện giờ là 9 rưỡi rồi các bạn. Thì tàu cao tốc đã tới Vũng Tàu rồi các bạn ơi. Ở đây ở xa xa thấy con núi này nè. Để chung lại con núi các bạn. Con núi á, thấy không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nào á. Ta lấy đồ ta kịch kịch cái đó ra. Cho hàng. Rồi ở đây chúng ta bến tàu, tàu cao tốc là từ ở đây ta có thể nhìn thấy cái dây cáp đi lên 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 núi nè các bạn. Bến tàu ở mé Vũng Tàu nha các bạn. Như vậy bây giờ là hiện giờ là 9 giờ 36 phút các bạn. Vậy là tàu cũng đi hơn 2 tiếng đó. Từ vậy như vậy là từ miền Tây đi đi xuống Vũng Tàu mà mất 2 tiếng hơn, 2 tiếng rưỡi. Đó, khách từ tàu người ta đang đi lên nè. Giá vé là 250 ngày cuối tuần. Đây là bến tàu cao tốc ở mé Vũng Tàu nha các bạn. Như bây giờ là xuống bến tàu thì ở mé ngoài chút xíu là có cái chỗ đón taxi. Thì từ đây thì có thể là nếu như các bạn đặt phòng trước ở đâu thì tới đó, còn không thì ở đi ra đây. Ồ có chỗ ăn sáng rồi, vừa ở ngay đây luôn này. Được quá. Ở đây còn có một cái khu du lịch hồ quay trên đỉnh núi. Dạ. Đây thì thẳng lên luôn. Dạ. Yeah. Nó có rất là nhiều dịch vụ luôn đó, đây nó có bạn hướng dẫn. Dạ, ở đây là có cái hồ mây nữa. Đi cáp treo đi lên nữa. Người lớn đi lên cáp treo là 400.000, còn trẻ nhỏ là 200.000 nữa rồi. Đây là giờ mình đang đi bãi trước. Chỗ khách sạn Thiên Ý là nó nằm bãi trước này luôn rồi đó mày. À, có đứng chính bãi sau rồi. Ủa, thế hả? Trung tâm du lịch Vũng Tàu.